Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình. Sáng ngày 17 tháng 12, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã về thăm và kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Tân Lạc. Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía huyện có đồng chí Bùi Văn Tinh, Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo quy chế dân chủ của huyện. Năm 2015, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Lạc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Huyện Tân Lạc đã ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện quy chế dân chủ, đồng thời mở các hội nghị lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng dự thảo luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước, tăng cường kỷ cương hành chính, thực hiện niêm yết, thông báo công khai minh bạch các thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết công việc của tổ chức công dân và doanh nghiệp. 100% các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 4 của Chính phủ về xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy định chi tiêu nội bộ, quy chế văn hóa cơ sở, quy chế xét thi đua khen thưởng, thực hiện duy trì giao ban định kỳ. Ban thanh tra thường xuyên được củng cố, đã có 27 đơn vị có ban thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt Nghị định 60 của Chính phủ, quyết định số 16 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như quá trình triển khai thực hiện quy chế, quy ước chưa phù hợp, việc thực hiện chỉ thị 04 chưa kịp thời, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng chưa phát huy vai trò tích cực, quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản còn bộc lộ nhiều thiếu sót. Qua kiểm tra thực tế tại xã Mẫn Đức, đoàn công tác đánh giá cao sự nỗ lực trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và quyền làm chủ của nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã mang lại hiệu quả thiết thực, đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Tân Lạc trong thực hiện các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ, tỉnh, của huyện trong thực hiện quy chế dân chủ, đồng thời đề nghị huyện Tân Lạc cần tiếp tục tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện tốt nội dung quyết định 34 của Chính phủ, các điều luật trong Bộ luật Lao động, xây dựng quy chế luân chuyển cán bộ, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, coi trọng sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể, lưu ý đến công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, các nguồn quỹ. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sau 2 ngày làm việc tích cực, dân chủ, trách nhiệm và khẩn trương, sáng ngày 16 tháng 12, kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18 đã bế mạc. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đến dự. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện đã nghiên cứu xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của huyện. Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân huyện đã tập trung thảo luận phân tích một cách sâu sắc toàn diện các vấn đề. Năm 2015, dù còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 12%, tăng 0,5% so với năm 2014. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông lâm thủy sản ước đạt 40,5%, công nghiệp xây dựng ước đạt 24%, dịch vụ ước đạt 35,5%. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt trên 41.538 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 25.900.000 đồng trên người. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện được 41.716.000.000 đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo trong năm giảm còn 11,82%, an ninh quốc phòng được giữ vững, đảm bảo ổn định. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề và tham vấn ý kiến của cử tri về tất cả các vấn đề thuộc mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, kỳ họp cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế yếu kém, đó là kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng của huyện, kinh tế phát triển chưa bền vững, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp, vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường còn khó khăn, tai tệ nạn xã hội còn nhiều phức tạp,
quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực chưa chặt chẽ. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện đã nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về tham gia xây dựng chính quyền nhân dân và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, báo cáo của Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân. Đặc biệt, dành nhiều thời gian để tiến hành thảo luận tổ và nghe lãnh đạo các ngành báo cáo và trả lời chất vấn của đại biểu và cử tri. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm như trách nhiệm quản lý nhà nước về y tế và xử lý các trường hợp vi phạm về giới thiệu, bán sản phẩm y dược, vấn đề sử dụng đất. Kết thúc phiên chất vấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã giải trình và trả lời chất vấn trực tiếp của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong năm 2016. Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm chức danh trưởng ban kinh tế xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18 đối với ông Đinh Công Kình, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, nay đã nghỉ chế độ hưu trí và bầu bổ sung trưởng ban kinh tế Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18 do ông Bùi Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, kiêm chức vụ này. Đồng thời tập trung thảo luận đánh giá phân tích và thông qua được 4 nghị quyết về chương trình kiểm tra giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2016, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện xã năm 2016. Ngày 17 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức bàn giao đưa vào hoạt động đài truyền thanh cho xã Trung Hòa, huyện Tân Lạc. Đây là dự án nằm trong chương trình Mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở tỉnh Hòa Bình năm 2015. Đồng chí Bùi Đức Nam, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện đã cùng dự, nghiệm thu và bàn giao cho cơ sở đưa vào khai thác sử dụng. Dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2015 chỉ dành cho các địa phương vùng an toàn khu. Với xã Trung Hòa là xã đặc biệt khó khăn, được tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách, nên sở đã xin ý kiến của bộ dành riêng cho địa phương một đài thu và phát sóng truyền thanh phát thanh với chi phí đầu tư gần 300 triệu đồng, gồm một máy phát thanh FM công suất 50W, 20 bộ thu FM không dây KT3 kèm theo loa phát thanh đặt tại 6 xóm và trung tâm xã, hệ thống cột anten phát sóng và một số thiết bị phụ kiện đi kèm. Việc bàn giao đưa vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao dân trí, đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào với đời sống và giúp bà con có thêm kiến thức trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xóa đói giảm nghèo, xây dựng một cuộc sống văn minh, củng cố lòng tin của dân với Đảng, Nhà nước, góp phần vào sự phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Xác định công tác quân sự quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố nền quốc phòng toàn dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm gần đây, với sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền xã, các ban ngành đoàn thể, sự chủ động trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện của Ban Chỉ huy quân sự xã, công tác quân sự quốc phòng địa phương Gia Mô đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Gia Mô là xã vùng sâu của huyện, xã giáp danh với huyện Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình. 2-3 năm về trước, tại xã Gia Mô, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác quân sự quốc phòng địa phương nổi lên một số vấn đề khá phức tạp. Một số đối tượng sau khi đi xuất khẩu lao động bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện các hành vi tuyên truyền đạo trái phép tại địa bàn. Phía giáp danh với huyện bạn, do mâu thuẫn cá nhân giữa thanh niên liên tục xảy ra gây rối mất trật tự. Trước tình hình đó, cùng với sự chỉ đạo giúp đỡ của cấp trên, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung lãnh đạo và ra nghị quyết chuyên đề về công tác quốc phòng quân sự địa phương, đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Trong những năm qua thì tình hình phát triển kinh tế của địa phương cũng như là công tác quốc phòng an ninh thì được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Ủy ban Nhân dân xã đã dành những cái quỹ đất cũng như là hàng năm xây dựng những cái kế hoạch để mà huấn luyện dân quân đảm bảo cái công tác quốc phòng của địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Hiện nay, lực lượng dân quân xã biên chế 1 trung đội cơ động, 6 tổ tại chỗ, 1 tổ công binh,
một tiểu đội trinh sát, một tổ hóa học, một tổ thông tin. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng chiếm 26,5%. Nhờ làm tốt công tác huấn luyện và giáo dục chính trị tư tưởng nên chất lượng chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng ngày càng được nâng cao. Công tác huấn luyện liên tục được đổi mới cả về hình thức, phương pháp, nội dung theo phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc. Nội dung huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương, đảm bảo nội dung chương trình, thời gian đúng theo quy định, đảm bảo 100% quân số đều đạt chất lượng cao. Trong quá trình huấn luyện gắn với xây dựng nông thôn mới và làm công tác dân vận. Ban chỉ huy cũng tổ chức xây dựng cái kế hoạch cho chuyên ngành, đó là tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của cơ quan ban chỉ huy quân sự huyện. Thì ngay từ đầu thì đã tổ chức cái lễ ra quân huấn luyện và công tác tuyển quân thì đối với xã thì cũng tổ chức hoàn thành cái chỉ tiêu và giao nhận quân đảm bảo đúng cái quân số, đúng thời gian theo cái quy định của huyện giao. Và cái tiếp theo nữa là tổ chức cái đăng ký cái lứa tuổi 17 cho công dân và tổ chức phúc tra quân dự bị động viên. Và công tác tổ chức huấn luyện để làm tốt cái công tác chuẩn bị về các cái giáo án, mô hình học cụ và các cái vật chất tham gia phục vụ cho huấn luyện và tổ chức huấn luyện đạt cái kết quả cao và cũng hoàn thành theo cái kế hoạch và cái nhiệm vụ đã xây dựng đúng theo cái kế hoạch phê duyệt của ban chỉ huy quân sự huyện. Ngoài việc chú trọng công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân quân xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với công an bảo vệ tuyệt đối an toàn những sự kiện chính trị quan trọng của địa phương như đại hội đảng các cấp, thường xuyên tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự ở từng thôn xóm. Đặc biệt, trung tuần tháng 11 năm 2015, Ban Chỉ huy quân sự xã đã chấp hành quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện huy động trung đội dân quân với trên 20 đồng chí tham gia hỗ trợ cứu hộ sập lò than tại xã Lộ Sơn. Trong dịp diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xã đã có 3 nữ dân quân tham gia diễu binh diễu hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao. Việc giải quyết chế độ cho các đối tượng theo quyết định 62 của Chính phủ, đến nay đã có 49 đối tượng được chi trả chế độ. Ban Chỉ huy quân sự xã còn phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia hiến đất, hiến công trong xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham gia vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ gia đình chính sách, triển khai có hiệu quả phát lệnh dự bị động viên, luật nghĩa vụ quân sự tới các tầng lớp nhân dân trong xã. Hàng năm, số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ đều đảm bảo theo chỉ tiêu giao. Từng cá nhân, chiến sĩ, dân quân, các tổ chức xóm đều phát huy tốt vai trò của mình trong việc bám, nắm tình hình, báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan ngay tại địa bàn khu dân cư. Xóm, giáp danh của bên chỗ Phú Lương, thì tôi là luôn luôn là đề cao tinh thần cảnh giác và phối hợp với các ban ngành đoàn thể để chúng tôi là luôn trực để nắm bắt được các tình hình. Là đặc biệt là các tệ nạn xã hội và các tôn giáo để nắm bắt và kịp thời báo cáo thông tin lên các ban lãnh đạo của ban chỉ đạo của xóm và cấp trên. Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Gia Mô cơ bản ổn định, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ. Ban chỉ huy quân sự xã hàng năm đều xếp trong top đầu của huyện. Năm 2015, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Trong thời gian chuẩn bị đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2016, Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Mô đã chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời làm tốt công tác quản lý, đảm bảo số lượng chất lượng công dân nhập ngũ năm 2016. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.